Chào các bạn đến với bản tin thể thao của 138.com. Luka Modric tiếp tục giành giải cầu thủ hay nhất năm. Cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế giới trong năm 2018 do báo The Guardian thực hiện cho kết quả Luka Modric đứng ở vị trí số 1, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở vị trí tiếp theo. Hàng năm, tờ báo The Guardian lại tiến hành bình chọn cầu thủ hay nhất năm. Thành phần ban giám khảo bao gồm những danh thủ nổi tiếng, huấn luyện viên và nhiều nhà báo trên toàn thế giới, trong đó có Zing.vn của Việt Nam. Năm nay, những cựu danh thủ tham gia bình chọn có thủ thành Julio Cesar, người Brazil, 87 lần khoác áo Senegal và dự World Cup 2010-2014, Nuno Gomes, cựu tiền đạo 79 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Mario Kempes, cựu danh thủ bóng đá Argentina, Javier Zanetti, cựu tuyển thủ của Argentina. Tiền vệ Luka Modric nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất của ban giám khảo, bao gồm 225 thành viên đến từ 69 quốc gia khác nhau. Trong khi đó, Ronaldo và Messi đứng ở các vị trí tiếp theo. Trong top 10 cầu thủ hay nhất thế giới năm 2018 còn có Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Harry Kane và N'Golo Kanté. Chiến thắng của Modric là điều không quá ngạc nhiên. Ở những gala vinh danh cá nhân chói lọi nhất năm 2018, ngôi sao người Croatia đều giành được danh hiệu cao quý nhất, từ giải The Best đến quả bóng vàng. Tiền vệ đang chơi cho Real Madrid đều là người thắng cuộc. Kết quả đó được xuất phát từ màn trình diễn bùng nổ của Modric ở World Cup 2018 khi giúp đội tuyển Croatia giành ngôi Á quân. Ngoài ra, Modric cũng thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Real Madrid ở mùa vừa rồi. Anh cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Hồi đầu tháng 12, khi Modric thắng giải quả bóng vàng, một làn sóng tranh luận đã xuất hiện. Người ủng hộ có nhiều, kẻ không đồng tình cũng đầy rẫy. Cựu tiền đạo lừng danh Rivaldo, người Brazil, đã chia sẻ với tạp chí Betfair: "Modric có một mùa giải tuyệt vời, anh ấy vào chung kết World Cup, giành Champions League, nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn chọn Cristiano Ronaldo. Ronaldo đã ghi rất nhiều bàn thắng ở mùa giải trước và chứng tỏ giá trị của mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi tin Ronaldo xứng đáng giành quả bóng vàng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác." Danny Drinkwater không hợp với Sarri. Sau tất cả, Sarri cũng đã thừa nhận sự thật phũ phàng về cầu học trò thất sủng dưới thời ông. Mùa hè năm ngoái, Chelsea đã phải bỏ ra 35 triệu bảng để có được sự phục vụ của Danny Drinkwater từ Leicester City. Tuy vậy, tiền vệ người Anh lại không thể tìm được chỗ đứng tại sân Stamford Bridge từ triều đại Antonio Conte đến thời Maurizio Sarri. Drinkwater hoàn toàn là nhân vật ngoài rìa ở tuyến giữa của The Blue. Từ đầu mùa giải hiện tại, cầu thủ 28 tuổi mới chỉ ra sân vỏn vẹn qua 30 phút trong trận đấu tranh Community Shield với Manchester City. Drinkwater thậm chí không được có mặt ở đấu trường phụ như Europa League hay Carabao Cup. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa, nhiều quan điểm cho rằng thời gian của nhà vô địch Premier League 2015-2016 ở Chelsea chỉ còn tính bằng ngày. Huấn luyện viên Sarri cũng đã nói thẳng rằng Drinkwater không phù hợp với sơ đồ chiến thuật mình áp dụng. "Tôi nghĩ Danny là một tiền vệ giỏi, nhưng cậu ấy chỉ thích ứng với tuyến giữa hai người. Với hàng tiền vệ ba người, Danny Drinkwater không thực sự phù hợp để đá trung tâm, phía trái hay phía phải. Tôi nghĩ với cậu ấy, vấn đề duy nhất chính là thứ bóng đá của tôi. Tôi không rõ về tương lai của Danny. Quyết định phụ thuộc vào câu lạc bộ và cậu ấy." Tiết lộ sốc về việc Milan sắp có Milinkovic-Savic. Theo nhà báo Franco Meli, AC Milan đang tiến đến rất gần với việc sở hữu chữ ký của Sergei Milinkovic-Savic. Nổi lên như một viên ngọc sáng giá ở tuyến giữa của câu lạc bộ Lazio lẫn đội tuyển Serbia, Sergei Milinkovic-Savic đã trở thành mục tiêu săn đón của các ông lớn châu Âu kể từ mùa hè vừa qua. Lần lượt Juventus, Paris Saint-Germain và đặc biệt là Manchester United đã thể hiện quyết tâm sở hữu chữ ký của tiền vệ 23 tuổi này. Tuy nhiên, sau khi trở về từ World Cup 2018, Milinkovic-Savic đã không còn giữ được phong độ khi chỉ có được một bàn thắng và một kiến tạo từ đầu mùa. Chính điều này đã làm sức hút của Savic trên thị trường chuyển nhượng cũng phần nào giảm sút. Trước tình cảnh đó, Milan được cho rằng đang âm thầm đàm phán với Lazio về tương lai của Sergei Milinkovic-Savic. Theo Franco Meli, hai đội bóng này cũng đã đạt thỏa thuận về mức giá dành cho Savic sẽ là khoảng 65 triệu bảng. Việc Milan quyết định bạo chi để có được Savic là điều không khó hiểu khi bảo hợp đồng hồi mùa hè Thiago Bakayoko để lại quá nhiều sự thất vọng, trong khi Lucas Bialy và Giacomo Bonaventura thì liên tục gặp phải chấn thương khiến Frank Ressi đang phải gồng gánh rất nhiều hàng tiền vệ ở mùa giải năm nay. Son Heung-min căng sức thi đấu cho cả Hàn Quốc và Tottenham. Ngôi sao người Hàn Quốc và câu lạc bộ Tottenham, tiền đạo Son Heung-min có lẽ phải được đặt bên danh người sắt của bóng đá thế giới hiện nay khi mới đây nhất được gọi vào đội tuyển Hàn Quốc tham dự Asian Cup 2019, đồng thời vẫn chơi ở ngoại hạng Anh. Vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Đây cũng là giai đoạn ngoại hạng Anh thi đấu căng thẳng và câu lạc bộ Tottenham sẽ gặp các đối thủ như Manchester United vào ngày 13 tháng 1 để giữ vị trí trong top 4. Tuy nhiên, để dung hòa giữa lợi ích câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Son Heung-min một lần nữa phải căng mình thi đấu cho cả Tottenham và đội tuyển Hàn Quốc, tương tự như ở ASEAN trong áo đội tuyển Olympic ngay sau khi vừa mới dự World Cup 2018, với mục tiêu đoạt huy chương vàng để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đó, Son Heung-min đã di chuyển liên tục và thi đấu không ngơi nghỉ cho cả Tottenham và Olympic Hàn Quốc, nhưng được đền đáp xứng đáng khi Olympic Hàn Quốc đã đạt huy chương vàng ASEAN. Nay tại Asian Cup, Son Heung-min vừa được huấn luyện viên Paulo Bento triệu tập vào thành phần 23 tuyển thủ chính thức. Nhưng ngôi sao này sẽ không thi đấu hai trận đầu tiên ở vòng bảng, trong trận đội tuyển Hàn Quốc gặp Philippines hay Kyrgyzstan vào các ngày 7 và 11 tháng 1.
Khi đó, Son Heung-min vẫn ở Anh cùng Tottenham chuẩn bị cho trận đấu với Manchester United vào ngày 13 tháng 1. Sau đó, ngôi sao này ngay lập tức bay đến UAE để hội quân với đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ngày 16 tháng 1. Ở lượt cuối vòng bảng, nếu đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục đi vào vòng 16 đội và sâu hơn nữa tại Asian Cup, thì sẽ tùy cục diện Son Heung-min sẽ bay trở lại Anh thi đấu cho Tottenham hoặc ở lại thi đấu cùng đội tuyển đến hết giải châu Á. Hiện Son Heung-min là thủ quân đội tuyển Hàn Quốc và đang đạt tham vọng vô địch Asian Cup 2019. Real Madrid bất ngờ muốn nổ bom tấn Rashford. Theo báo chí Tây Ban Nha, câu lạc bộ thủ đô Real Madrid đã cân nhắc mua Marcus Rashford. Mới đây, Barca đã quan tâm tới Rashford nhưng Real muốn đi trước đại kình địch của mình một bước. Hợp đồng giữa Rashford với Manchester United có thời hạn đến năm 2020. Hiện tại, quỷ đỏ vẫn chưa đề xuất gia hạn với cầu thủ này. Chính vì thế, Real Madrid đang lôi kéo Rashford bằng mức lời hấp dẫn, cùng với hứa hẹn sẽ cho anh cơ hội đá chính thường xuyên. Rashford từ lâu đã vốn được chủ tịch Florentino Perez để ý và Real Madrid đã nhiều lần cử chính xác theo dõi tuyển thủ Anh thi đấu. Tuy nhiên, theo thông tin từ nội bộ Real Madrid, chủ tịch Perez sẽ chỉ thực hiện việc chiêu mộ Rashford nếu việc đàm phán mời Mourinho trở lại Bernabeu thất bại, bởi vì ông Perez hiểu rõ rằng Mourinho không thích Rashford và thường xuyên đẩy anh lên ghế dự bị khi còn dẫn dắt MU. Chelsea không còn kiên nhẫn với những quân bài tấn công đang sở hữu sau một loạt màn trình diễn thiếu thuyết phục. Một trong hai bất ngờ lớn ở vòng 18 Premier League là việc Chelsea thất thủ 0-1 ngay tại Stamford Bridge trước Leicester City, kiểm soát bóng lên đến 72% nhưng bế tắc trong tấn công. The Blue đã phải ôm hận vì bàn thắng của Jamie Vardy đầu hiệp 2. Trong tuần thi đấu gần đây, sự thiếu sắc bén của hàng công đang là cơn đau đầu với huấn luyện viên Sarri. Huấn luyện viên Italia đã xoay tua lần lượt Alvaro Morata, rồi Olivier Giroud, thậm chí xếp Eden Hazard. Đá số 9 ảo, nhưng hiệu quả đều không như mong đợi. Theo nguồn tin từ L'Equipe, để giải quyết dứt điểm nỗi lo cho hàng công, ban lãnh đạo Chelsea đã bắt tay vào việc săn tìm một ngòi nổ thượng hạng. Mục tiêu mà The Blue vừa bắt đầu đàm phán chính là đội trưởng của Lyon, Naby Fekir. Câu lạc bộ Tây London liên hệ với Pini Zahavi. Ngay lập tức, siêu cò dày dặn kinh nghiệm đã thông báo đến đại diện của Fekir về sự quan tâm từ Chelsea. Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Pháp với Lyon còn thời hạn 18 tháng và việc đàm phán gia hạn vẫn chưa có kết quả. Fekir từng suýt gia nhập ông lớn Premier League khác là Liverpool hồi mùa hè trong thương vụ 53 triệu bảng. Dù vậy, sau cùng, Liverpool đã rút khỏi thỏa thuận trước đó với Lyon vì quan ngại tiền sử chấn thương của ngôi sao 25 tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin thể thao của 138.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi nhé.